Em chào tất cả anh chị mình đến video của em ngày hôm nay các anh chị. Hôm nay thì em sẽ lên cho anh chị mình một cái sản phẩm là mini da chậu phi 20 ha. Hiện tại thì sản phẩm này em đang bán với giá là 250k. Anh chị em đặt hàng thì cứ liên hệ giúp em ha. Hàng này là hàng tuyển chọn cây rất là đẹp nha anh chị em ơi. Hàng hoa Tết luôn, hàng nụ luôn nha các nhà. Đây ha. Nó rất là xiên bông anh chị mình để ý ha. Rất là xiên bông. Cây này cực kỳ xiên bông và xiên con luôn. Con nhảy lên ha, bình thường ra con ra bông ra tùm lum hết đó. Thì cái này thì cái nhà mình mua về thì có thể chơi liền luôn từ Tết ha. Đó, sản phẩm thì giá 250k một chậu, cái nhà đặt hàng thì cứ liên hệ giúp em. Hiện tại thì vườn còn rất ít nên nhà mình sưu tầm ha. Mặt hoa này chuẩn bị nở nè. Một tí xíu thì em sẽ quay cái mặt hoa trên cụ thể cho anh chị mình tham khảo. Em gửi hình ảnh trên kèm theo trên video á để anh chị mình chiêm ngưỡng cái mặt hoa của cái chậu phi 20 này. Thì hàng em ghép chậu lớn lại anh chị mình chơi ha. Cố gắng là sẽ ship cho anh chị mình những cái đồ lùm. Rồi chậu này thì anh chị mình đừng hỏi em bao nhiêu thân, quá trời thân em không có đếm được ha. Nên anh chị em mình nhiều khi đặt hàng á mình cứ chậu phi 20 thôi, em sẽ cố gắng được những đồ lùm. Cái lùm này gửi trước cho em không có điếm thân nha cả nhà. Nên nhiều anh chị mình nhiều khi điếm thân á, gửi hàng có chậu này chậu kia á. Ví dụ chậu này ít thân chút xíu nhưng mà nó bông ngon, cây mập. Nó khác ngoài những cây mà nó lùm nhiều quá thì cây nó ngắn, ví dụ vậy thì có trường hợp vậy anh chị ha. Nên anh chị em lưu ý. Rồi cả nhà mình thấy cái video này hữu ích anh chị mình đăng ký kênh Vườn Lan Sĩ giúp em nha cả nhà. Chúc cả nhà mình một ngày thật vui vẻ ha. Hiện tại thì đây là những cái chậu mẫu thôi. Anh chị mình đặt hàng thì em sẽ gửi cho anh chị mình những cái chậu rất là lùm ha. Những chậu như thế này. Cơ bản thì giống như thế này hết. Nên cái nhà mình cứ yên tâm ha. Cảm ơn cả nhà đến video ngày hôm nay cả nhà. Chúc tất cả anh chị mình một ngày thật là vui vẻ nha cả nhà. Sức khỏe dồi dào ha. Rồi cảm ơn cả nhà. Rồi đây là hoa dendro mini da da nha cả nhà, mặt hoa rất là đẹp luôn. Cho anh chị em mình chơi lung linh luôn ha. Hoa này thì nở trên trực tiếp lên luôn anh chị em mình, không xem rất là không có sai bông được anh chị. Đó. Lô này bông như thế này hết nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đến video của em ngày hôm nay cả nhà. Cả nhà mình đăng ký kênh ủng hộ giúp em nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà.